Xin chào tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn học sinh ở tỉnh Ninh Thuận. Thì hôm nay kênh Auto Channel sẽ hướng dẫn cho các bạn giải chi tiết đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Môn tiếng Anh. Thì bây giờ chúng ta xem qua đề thi này nhé. Đề thi này gồm 4 trang. Chúng ta sẽ có gồm các phần là phần 1 sử dụng tiếng Anh. Phần sử dụng tiếng Anh thì chúng ta gồm có phần 1 là phần ngữ pháp ha. Phần 2 là điền từ và đoạn văn. Phần 3 là chúng ta chọn. Chúng ta cho mình những cái chữ này. Giống như là một cái khẩu hiệu, chúng ta chọn cái nghĩa phù hợp. Chúng ta sẽ có phần đọc hiểu, đọc và chọn đáp án đúng cho đoạn văn. Phần điền từ và đoạn văn. Phần viết câu, không đổi nghĩa. Rồi, viết câu thì chúng ta có sắp xếp thêm chữ nè. Và phần viết câu không đổi nghĩa. Và phần cuối cùng là phần viết lá thư. Rồi, đề tương đối dài. Chúng ta thấy là đề tương đối dài mà chúng ta làm trong 90 phút ha, thì chúng ta phải tranh thủ thì mới làm xong đề này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất nha. Phần 1, cách sử dụng tiếng Anh, 3 điểm. Rồi, chúng ta dành ít thời gian đọc này lên. Chọn câu trả lời đúng nè, A, B, C hoặc D trong mỗi câu. Rồi, chọn cái từ có cái phần gạch dưới được phát âm khác với cái từ còn lại. Rồi đây chính là phát âm á. Chúng ta có quy tắc ha, phát âm dấu nhấn. Các bạn theo dõi video của kênh để nắm rõ nha. Chúng ta có đọc là teacher. Teacher ha. Thì các bạn thấy đây chính là âm y dài á. Nè. Các bạn có theo dõi kênh tiếng Anh đó nha. Vô quy luật dấu nhấn để biết nha. Ở đây chúng ta sẽ nói sơ sơ. Rồi chúng ta có từ meet. Mid y dài luôn, y dài là y có hai chấm, chúng ta đọc nhiều hơn chút, đọc lâu hơn chút. Còn câu C chúng ta đọc là create, create nó là âm A. Còn câu D chúng ta đọc là sit, âm dài. Rồi bạn lưu ý đi em dài. Bây giờ sẽ ví dụ cho các bạn cái âm y ngắn nha, để một số bạn muốn theo dõi, muốn học thêm. Sit nè. Chúng ta cũng đọc là sit nha, như đây là y ngắn. Chúng ta đọc là sit, đọc rất nhanh. Còn chữ kia là sit, sit ha, thì nó sẽ là khác. Rồi, ok, đọc là sit. Chữ này là sit, à, ví dụ vậy. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. Chọn cái từ có dấu nhấn nó chính nè, được đặt khác với những từ còn lại. À, tương tự chúng ta cũng có quy luật dấu nhấn nha. Ở đây sẽ hướng dẫn sơ sơ. Bốn từ này nè. Các bạn thấy từ nào dễ nhất? Chúng ta đọc câu D đi. Chúng ta đọc câu D trước đi. History. Chúng ta đọc là history nha. Các bạn đọc là history. History chứ không đọc là history nha. Thì các bạn đọc history thì nhớ giống phần 1 rồi. Thì y cuối cùng không nhấn vào nó ha, trừ trường hợp nó đọc là ai thôi, có một số chữ. Còn câu A chúng ta đọc là importance, importance ha, import làm o dài, chúng ta nhấn vào nó. Rồi chữ however này đặc biệt nè, nó gồm hai chữ nối lại với nhau, how với ever. Thì how là âm ao, ever là âm e. Nhưng từ mà khi mà nối từ hai chữ lại với nhau á, nó sẽ dấu nhấn sẽ rơi vào phần thứ hai. Chúng ta nguyên tắc ha. How, ever. Rồi, nó gồm hai chữ nối lại nhau và tuy nhiên. Chúng ta có computer, compute. Com là âm ờ, không bao giờ nhấn vào nó. Đây, ờ không bao giờ nhấn vào nó. Error cuối câu không bao giờ nhấn vào nó. Rồi, nhấn vào hai computer. Vậy thì các bạn thấy rồi, bốn chữ này, hai nè,
một, chúng ta chọn một, history. Bây giờ chúng ta qua câu số 3. Would you like some bread? Bạn có thích bánh mì không? I want a bạn thích bánh mì, ăn bánh mì không? Ví dụ vậy ha. Gì đó, I'm full. Tôi no rồi. Yes, please. Tôi no rồi. All right, no thanks. Khi nói là I'm full, có nghĩa là tôi no rồi thì không ăn ha. Chúng ta kiếm chữ không ăn. Còn mấy chữ này không đúng ha. Never mind, đừng bận tâm. Không đúng, no thanks, nó thật sự. Bây giờ chúng ta qua câu số 4. Câu số 4 nha. Rồi, tương tự chúng ta dịch ra. The attractive salary. Chứ đâu còn D nha, với đây chữ A, đâu còn D, không có à, lương lương hấp dẫn nè. He turned down the job. Anh ta turn down là từ chối công việc. Lương hấp dẫn, ta từ chối công việc. Có nghĩa là câu này là hai ý nó trái ngược với nhau. Trái ngược với nhau mà chúng ta dùng bởi vì nè. Sai ha. Và ở đây sẵn tiện đây nói các bạn luôn nè, because chúng ta đã nói rất nhiều ở các đề thi tình hình khác. Because cộng S cộng V. Rồi, chúng ta có because of cộng now hoặc là place. Place. Place có nghĩa là cộng từ á. Right. Có nghĩa là hai ý này trái ngược nhau nè. Lương thú vị nè, anh ta bỏ công việc. Chúng ta chọn dù cho nha. Dù cho thì A là despise, cũng là dù cho cộng now. Còn B, although, dù cho cộng S cộng V. Rồi, nhìn thì các bạn biết là mình chọn đáp án gì rồi. The salary là một cái raise, nên chúng ta chọn despise, bất chấp lương hấp dẫn, anh ta bỏ công việc, anh ta từ chối công việc. Bây giờ câu chúng ta qua câu số 5. His friend is a king gì đó. Bạn của anh ấy là một cái gì đó. King là rất là khao khát, rất là mãnh liệt à. Ha, tính từ. Bạn của anh ấy là một, chúng ta đó là người đó, chắc chắn là người rồi. À, danh từ thiên nhiên, tính từ thiên nhiên, à, động từ thuộc về tự nhiên. Còn naturalist là nhà tự nhiên học. À, câu này dễ rồi. Người. Đơn giản chúng ta dùng người. Rồi, the film was she went to sleep. Bộ phim thì gì đó, cô ta đi ngủ. Chán, chắc chắn là chán rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem xét nha. Từng câu một. Bộ phim thì chán cho đến khi cô ấy đi ngủ. Không hợp ngữ pháp ha. Bộ phim thì show quá chán đến nỗi coi đi ngủ. Too boring thì phía sau nó không có một câu nha. Such boring that, chúng ta không có công thức này nha. Such a an boring film. Such a boring film that thì được. Rồi, câu này dùng công thức show that dễ rồi. Bây giờ she has been out of work a long time. Nhìn câu này chúng ta đọc suông miệng luôn, for a long time. Vì sao? Thứ nhất là suông miệng rồi. Thứ hai người ta dùng thì hiện tại hoàn thành nè. Hiện tại hoàn thành thì thông thường là for với since. For là một khoảng thời gian, since là một điểm thời gian. Còn mấy chữ này không khỏi đề cập luôn. Rồi ha. Chúng ta qua câu số 8. Chị của tôi có một baby daughter, là một đứa con gái nè, còn nhỏ. Chị tôi có một cái đứa con gái còn nhỏ, nghe mới đẻ đó. Và she là con, là đứa bé mới đẻ nè, là cái gì đó đầu tiên của tôi. Rồi, trong tiếng Việt của mình, nếu chị mình có con thì đứa con của chị sẽ là cháu của mình ha. Nhưng cháu gì? Ở đây là daughter, cháu gái rồi. Chúng ta chọn cháu gái ha. Niece. Rồi, niece. À, cháu gái luôn. B là nephew, là cháu trai. C là cousin, anh em họ. D sister, các bạn đã biết. Vậy là chúng ta đã xong phần phần ngữ pháp, phát âm của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Hy vọng các bạn
Qua đề thi này các bạn nắm vững được kiến thức, các bạn học hỏi được nhiều. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách chia sẻ cho các bạn khác cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn.